trưởng lão Khích Thông Lạc. Hướng dẫn nhiếp tâm, an trú tâm để đuổi bệnh. Mấy con bền chí bãi ngày đuổi bệnh như thế này, thầy nói vô bệnh ung thư, bệnh mà bán thân mấy con nằm liệt, mấy con cũng đứng dậy đi được. Nó phục hồi lại đó. Sau khi tập được chánh niệm tỉnh giác rồi thì bắt đầu chúng ta tiến tới nhiếp tâm và an trú. Bởi vì thân của chúng ta biết nó là cái thân vô thường. Mà bữa nay nó mạnh thì ngày mai nó đau chứ sao? Không thể nào mà nói là tôi không đau. Bởi vì trên thân của chúng ta có bốn sự đau khổ: sanh, già, bệnh, chết. Sanh là cuộc sống hàng ngày, chúng ta sống chung đụng tiếp xúc với mọi người. Người nói dày, kẻ nói khác, làm cho tâm chúng ta không có an, khổ sở. Do nên vì vậy muốn làm chủ được cái tâm mình bất động, để cho nó đừng buồn khổ, đừng có dao động tâm, thì mình có những cái phương pháp như lý tác ý. Mỗi lần người ta nói cái gì mà trái ý mình thì nhớ trái ý, tất cả đều nhân quả. Tâm bất động, đừng để tâm mình động ở trên cái lời nói của người đó, thì mình được giải thoát. Do đó cái tâm mình trở về sự bất động thanh thản an vô sự. Như Đức Phật đã dạy, cái pháp rất hay. Mấy con nói, thầy nói ở đây mấy con về mấy con áp dụng thử thì mấy con sẽ biết. Đức Phật nói có như lý tác ý, thì lậu hoặc chưa sanh thì không sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Đức Phật nói câu ngắn rất ngắn. Cũng như lậu hoặc bây giờ tâm mấy con là có, không có giận hờn phiền não, thì mấy con biết rằng mình tính mình ai nói mà trái thì mình dễ giận lắm. Cho nên mình nhắc tâm sân này từ vậy về sau không có sân nha. Sân là đau khổ, là ác pháp đó, mình nhắc nó vậy thôi. Rồi mình lát một chút nữa cái mình ngồi lại mình nhắc, lát nữa mình ngồi mình nhắc, nhắc như không ngờ là mai mốt người ta có nói trái ý gì sao lại mình không giận. Đó là cái tâm sân của mình, nó nhờ tác ý đó mà nó sẽ không sân. Còn bây giờ cái tâm sân của mình nó đang người ta nói mình tức giận tâm sân này, thì mình nhắc nó sân là ác pháp nè, cái tâm này không được sân nè, sân mày là khổ, tự mày làm khổ mày nè, dừng lấy đi. Còn chỉ tác ý vậy cái bắt đầu nó hạ xuống rồi, nó không sân rồi. Nó là có sân thì nó bị gì hết, các con nhớ lời Đức Phật nó có rõ ràng. Bây giờ thân của chúng ta nó có bệnh chứ gì, nó đau nhức cái đầu, đau cái bụng hoặc là nhức cái tay, thì Đức Phật cũng nói bảo mình như lý tác ý thì nó sẽ đi, nó sẽ diệt nó chứ đâu có gì đâu mà sợ. Họ là vô thường, cái nhức đầu này hãy đi đi, không được ở đây nữa, cái thân này phải mạnh khỏe, không có đau nữa, bệnh nữa. Mình nói vậy thôi chứ mình có làm gì được nó đâu. Nhưng mà mình khéo léo, mình nương vào trong cái hơi thở, hoặc mình nương vào cánh tay đi ra đi vô. Bởi vì khi nó nhức đầu thì cái tâm của mình, cái nhiếp của mình nó tập trung ở trong cái nhức con, nó sẽ bị cảm thấy nhức nhiều. Thay vì bây giờ mình lôi cái tâm mình ra bằng cách nương vào hơi thở, cái cảm thọ này, cái nhức đầu này phải đi đi ra khỏi thân, ta chỉ biết có hơi thở thôi chứ ta không có biết mày nữa. Thì bắt đầu hít vô, tôi biết hít vô, thở ra tôi biết thôi. Rồi mấy con cứ tập trung hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Cứ chú ý hơi thở thôi, nhức đầu kệ nó, đừng có chú ý nó nữa, mà chú ý cái hơi thở thôi. Rồi các con thấy nó chưa hết thì mấy con tắt ý nữa, tắt ý nữa. Thọ là vô thường, hãy đi đi, ở đây chỉ biết hơi thở thôi, hít vô, thở ra, hít vô, thở ra. Tiện hơi sao mấy con, hơi cái nó an trú được trong hơi thở, nó làm như nó quên đi cái đau. Thì lúc bây giờ mấy con, một lúc mấy con thấy biết hơi thở ra vô nhẹ nhàng, an lại luôn. Mấy con xả ra cái đầu cái mắt. Như vậy là rõ ràng là đuổi nó đi đó. Coi em. Còn bây giờ mấy con thấy hơi thở là sợ nó có rối loạn hô hấp, nó làm cho mấy con tức ngực hoặc là mệt. Thì do đó mấy con đưa cánh tay ra, mấy con đưa vô, đưa ra như thế này. Để cho cái tâm của mấy con chú ý vào cái đưa ra, cánh tay đưa ra đưa vô, để cho nó không còn, nó giảm bớt cái đau của, nó tập trung vào cái đầu đau của mấy con, hoặc là tập trung trong cái đau của cái bụng mấy con. Thì lúc bây giờ bị cánh tay đưa ra vô vậy, nó mắt nhìn cánh tay mấy con đưa ra đưa vô vậy, nó chú ý thì nó làm giảm bớt cái sự tập trung trong cái đau của mấy con đi. Con hiểu không? Để chia cái phần đau nó ra cái phần khác đi, thì nó giảm đi. Thì lúc bây giờ mấy con tác ý là cái chính, mà cái đưa tay ra là phụ để an trú ở trong đó. Thì cuối cùng cái bệnh mấy con cũng đẩy lui được thôi. Không, bệnh gì thầy nói cũng đẩy lui hết, chứ không phải là nói là bệnh nhức đầu sơ đâu. Cả như bệnh ung thư nè cũng hết nè, bệnh gì cũng hết nữa. Tại vì con không sợ cái bệnh. Còn con để cái bệnh đó rồi con nghe bác sĩ nói đây là ung thư rồi, tới giai đoạn thứ ba thứ tư rồi đây, thì bắt đầu quả hồn nữa, sợ chết đó, nó càng đau luôn nữa. Chẳng sợ gì, ung thư gì cũng đi đi, chứ ở đây không có ung thư gì nữa hết. Thì mấy con cứ yên tâm, cứ đưa tay ra, đưa tay vô vậy. Rồi mấy con nói, họ là vô thường mà vô thường, năm trước nữa không đau mà tại sao giờ mày đau, thì mày phải ra, không được ở đây. Mấy con nói đúng mà, đúng lý mà, năm rồi mấy con có đau đâu, nhưng mà tại sao năm nay đau, thì năm nay phải đi ra, sang năm phải hết đau. Có vậy thôi, cố gắng đưa tay ra vô, tập trung này.
giờ này chưa hết, giờ sao làm nữa, giờ sao làm nữa, bây giờ đau thì còn có nước mà đuổi bệnh thôi chứ gì, đuổi chừng nào đi thôi. Thì mấy con chỉ cần 30 phút rồi 1 giờ, 2 giờ, cao lắm 3 tiếng đồng hồ là bệnh mấy con cũng hết. Mà cao lắm, Đức Phật nói 7 ngày, mấy con bền chí 7 ngày đuổi bệnh như thế này, thầy nói vô bệnh ung thư, bệnh mà bán thân mấy con nằm liệt, nó mấy con cũng đứng dậy đi được, nó phục hồi lại đó. 7 ngày cái sức mà tác ý của mấy con, ý thức lực nó mạnh kinh khủng đó. Nó làm cho cái thân của mấy con nó phục hồi lại hết mấy con. Thầy nói đến cái người mà bán thân mà nằm liệt một tay một chân rồi, họ đuổi riết trong cái, họ bây giờ họ làm gì được, thậm chí như ăn cũng phải có người đút họ đó mấy con. Thế mà họ cứ bền chí họ đuổi, họ nương vào cái hơi thở, họ nằm đó họ đuổi trong hơi thở mà. Và cuối cùng cái tay họ bắt đầu nó hoạt động, chân họ bắt, thì 7 ngày sau họ đứng dậy họ đi như thường, không có gì, khỏi cần uống thuốc gì. Mấy con mạnh mẽ trên cái pháp của Phật, Phật nói có như lý tác ý, lậu hoặc chưa sanh, không sanh mà đã sanh thì bị diệt. Cái ý thức lực của chúng ta, tâm chúng ta có cái lực vô cùng lận, chứ đâu phải là không có lực mấy con. Nhưng mà tại vì mình không đủ niềm tin, mình không đủ cái sự bền chí, mới làm có 2-3 phút cái bắt đầu nghe thôi không hết, thôi bỏ, nằm đây ráng mà chịu. Nhưng mà các con chịu đau chứ mấy con làm gì hết, có phải không? Không, hai con đó, hai con đuổi đây mấy cái lần. Vậy đó. Dạ. Đó, con đau, con đau ghê lắm nè. Cái con tập ý, cái con đi học thế này, thầy nói là mỗi người tu ra, con đuổi vậy nè. Ờ, đẩy tay ra cho nó bay hết trơn, còn bệnh nó đi hết rồi con. Dạ. Đó là cái tính lực tôi dữ lắm con, bởi vì thầy dạy mấy con là cái lợi ích rất lớn mấy con. Bởi vì mấy con, nếu mấy con bỏ tiền mấy con đi bác sĩ, mấy con uống thuốc rồi thì cái bệnh này nó hết, nó sẽ sanh cái bệnh khác thuốc mà. Còn cái này nó không có sanh nữa đâu con, bởi vì mình chỉ lấy cái lực của mình đuổi, cho nên cơ thể của mình nó không bị ảnh hưởng của thuốc thang. Có nhiều cái hóa chất ở trong thuốc, có nhiều cái thứ thuốc nó độc để nó trị cái bệnh độc, thì nó sẽ ảnh hưởng đến tim gan phèo phổi của mình, phần khác ở trong cơ thể. Cho nên ráng cố gắng đi con, tin Phật, chỉ các con từ thấp đuốc lên mà đi, chứ Đức Phật cũng không đi giùm mình được, bởi vì nghiệp của mình tạo mà, cho nên thân mình bị đau mà. Do đó chỉ có mình nỗ lực mình đẩy lui nó thôi. Cái lực của mình ghê gớm lắm, cái con người của mình nó có cái sức lực vô cùng, thế mà mình không biết triển khai nó, cho nên mình thấy nó yếu mềm như cây sậy. Cái sự thật nó không phải cây sậy đâu mấy con, nó vững vàng lắm con. Tinh thần của nó vững thì cái thân nó rất vững, mà tinh thần nó yếu thì cái thân nó còn yếu hơn cái sậy nữa. Thầy nói thật sự, khi cái tinh thần mình bị giảm rồi, nó yếu lắm mấy con. Cho nên mấy con nhớ ráng, đây là mình không cần học pháp cao, chỉ cần học pháp thấp thôi, sống đạo đức, phải không? 5 giới đức thôi. 5 cái giới này mấy con sẽ lần lượt, mấy con sẽ đọc sách thầy, hoặc là có dịp mấy con về, mấy con về trong tu viện mấy con xin học đạo đức trong 1 tháng 2 tháng sau, sửa tới đây thầy cho mở những cái lớp đạo đức, không những dạy cho tu sĩ trong tu viện mình mà dạy cho bà con ở xóm mình nữa, để cho mọi người người ta sống đạo đức. Trong xóm mình toàn bộ có đạo đức thì những tệ nạn trong xã hội nó cũng giảm bớt ở trong xóm của chúng ta đó. Và đồng thời thì chúng ta thấy rất lợi ích cho mình, cho người nữa mấy con. Cho nên mấy con trước tiên mấy con đến đạo Phật để mấy con đi sâu hơn vào thiền định, thì cái giới luật đức hạnh là rất thật. Như nãy giờ thầy nói có 5 giới, chứ còn giới luật của đạo Phật nhiều lắm mấy con. 10 giới sa di, 250 giới tỳ kheo, 348 giới, còn một số giới kinh nữa, đâu phải có nhiều đó đâu. Giới tức là đức hạnh, mà đức hạnh thì nó là tri kiến, cái sự hiểu biết để chúng ta được giải thoát. Rồi kèm bên đó chúng ta có cái pháp, như hồi nãy thầy nói đức cẩn thận cái gì, cái đức hạnh cẩn thận, thì nó phải là pháp chánh niệm tỉnh giác của đạo Phật dạy chúng ta, để chúng ta mới có sự cẩn thận. Có sự cẩn thận chúng ta mới giữ gìn các cái đức hạnh khác, thiếu đức cẩn thận thì chúng ta sẽ không giữ gìn được các đức hạnh khác. Thì mấy con thấy trong đạo Phật sao mà có cái giáo pháp nó quá thực tế như vậy, nó đem lại cái đời sống của chúng ta, do cái bàn tay, do cái sự tự lực của chúng ta để cứu chúng ta, hoàn toàn không có dựa vào một cái người nào cả hết. Cũng như bây giờ các con tự các con cứu các con trên cái bệnh đau của con, các con có dựa vào cha mẹ mình không? Không. Các con làm cho ông bà cha mẹ mình thấy mình tự lực mình cứu lấy mình, ông bà cha mẹ cũng yên tâm. Còn giờ mình nằm đó mình rên la trên cái bệnh, làm cho cha mẹ mình thương con cũng phải rối chứ mấy con, không biết nó đau như thế nào mà nó rên la quá. Còn bây giờ con yên ổn, con chẳng rên la gì hết, đau thì như thể sắp chết vậy, nhưng mà vẫn thấy con đưa tay ra đưa tay vô như thế này, thì ông bà vẫn vững vàng, nó còn làm được thế này là chắc chắn là chưa sao chưa chết. Con hiểu chưa? Cái tinh thần. Và đồng thời thầy còn nhắc như thế này nữa mấy con, một cái điều này rất là ít, cái sức người mà đẩy cái bệnh mình chưa được
thì nhờ những người khác đẩy vô giúp giùm mình nè. Bây giờ mẹ mình hay ba mình bệnh thì cái tự lực là phải ổng rồi, phải không? Mẹ mình rồi chứ không phải là riêng một mình được. Nhưng bây giờ mẹ mình đau, mình hướng dẫn mẹ nên đưa cánh tay như thế này để đuổi cái bệnh của mẹ. Bây giờ các con 5 đứa hay là 10 đứa con xúm xích xung quanh bà mẹ ở nằm ở trên cái giường bà đang đuổi bệnh, thì mình cũng dùng cánh tay để đuổi bệnh cho mẹ của mình. Tôi cũng hướng tâm từ nhắc bệnh của mẹ tôi bây giờ đau cái bệnh gì đó phải đi ra cho khỏi, theo cánh tay tôi đẩy ra này phải đi ra. Thì do đó mấy con cũng đưa tay ra, mấy con hướng thôi, mấy con sẽ thấy thay vì có một mình mẹ con đẩy nó có thể nói là kéo dài 7 ngày đi, nhưng mấy con súng nhau lại thì trong 7 tiếng đồng hồ là có thể đẩy luôn bệnh. Tức là các con, các đứa con đó ở trong một cái gia đình, các con đó, hay những người thân ở trong gia đình đó là có cái chùm nhân quả, mà cái chùm nhân quả nó có cái sự liên kết nhau mấy con. Cho nên mấy con trong cái ngày đó đó mấy con giữ gìn năm giới, đừng có vi phạm, đừng có ăn thịt chúng sanh, mấy con ăn chay trường hết. Nghĩa là trong gia đình mà có cái người nào bệnh rồi mấy con giữ gìn ăn chay trường hết, mấy con rồi tập trung đẩy lui bệnh phụ với cái người thân của mình để cứu mẹ mình, cứu cha mình thoát mình bệnh khổ lắm mấy con. À, như vậy là mấy con sẽ tỏ được cái lòng hiếu hạnh qua cái sự dùng cái nội lực của mình để trợ lực cho mẹ mình hoặc cha mình để đẩy lui bệnh. Thiệt ra cái tình đó không còn gì nữa chứ bạn. Cũng như mấy con chạy đi rước bác sĩ này kia cũng có cái tình, nhưng mà nó không bằng là tự lực của mình để cứu cha mình, để mình rước ông bác sĩ đến đó ông coi mạch rồi ông cho thuốc rồi mình đem sắc thuốc cho cha mẹ mình, cũng là hiểu. Nhưng mà các con đưa cánh tay ra như thế này để đuổi đẩy lui cái bệnh của cha mẹ mình, thiếu ra cái lòng hiểu vô cùng đấy, hiếm ra cái hành động cụ thể rõ ràng nói lên cái sức thương cha thương mẹ của mình ở trong mình. Cho nên mới kết hợp nhau lại thành một cái lực của gia đình đẩy một cái nghiệp, và đồng thời mấy con nhớ phải giữ gìn năm giới trọn vẹn. Mấy con phạm giới mấy con đẩy không đi, tại vì giới là nó thiện pháp, nó chuyển ác pháp, mà mấy con phải thanh tịnh được thanh tâm mấy con rồi thì lúc bây giờ mấy con dùng cánh tay nó mới có đủ cái lực thanh tịnh. Chứ mấy con ở đây mấy con ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh này, mấy con vô làm cái này trời đất ơi cái nghiệp của mấy con còn nặng hơn nữa. Các con hiểu chưa? Nhớ lời dạy thầy kỹ để khi trong gia đình mình có người đau, dù con trai con gái, mấy con tập trung lại hết để đẩy lui phụ với cha mẹ của mình, đem cái sự bình an lại cho cha mẹ mình. Tất cả các con đều làm như vậy, đó là cái lòng hiếu thương cha mẹ mình mà bằng phương pháp của Phật. Người nào cũng thầm thầm tác ý để đuổi đẩy lui cái bệnh của mẹ mình, của cha mẹ mình, đó là mình nói cái bệnh của người khác, dẫn mình kết hợp nhân quả của chùm nhân quả của mình để tạo thành một cái lực thanh tịnh để đẩy lui được cái bệnh. Mấy con nhớ điều này thì cứu cha mẹ mình một cái thật tình hả mấy con. Cho nên Phật pháp thực tế quá, dạy chúng ta có những cái hành động hiếu hạnh vô cùng, hiếu hạnh vô cùng. Và bây giờ cha mẹ thương con, thấy con mình cái bệnh đau đó nằm rên la, thì hướng dẫn cho nó cách thức đẩy lui bệnh. Và đồng thời cha mẹ hai người ngồi hai bên con của mình, thay vì mình yên tĩnh để cho mình đưa tay ra vô để đẩy lui cái bệnh con mình, cái sự chuyển động đó nó sẽ giúp cho đứa con mình cái bệnh mau. Và đồng thời như vậy nói lên cái tình của người cha của người mẹ thương con một cách thâm thía lắm. Qua cái hành động đó chúng ta không bao giờ quên được, bao giờ quên được. Cha mẹ biết rồi thương con, nhưng mà thương thì lo lắng buồn rầu trong lòng của mình, nhưng mà không bằng khi mà con mình nằm đó nó đẩy lui bệnh, nó đang đẩy bệnh nó mà mình lại hỗ trợ đẩy bệnh phủ nó nữa, thì còn gì thấm thía hơn. Tức là tình thương của gia đình tuyệt vời. Hãy cố gắng nghe lời thầy, mấy con sẽ thấy cái hành động đạo hiếu của chúng ta trọn vẹn. Mà từ xưa đến giờ chúng ta chưa nghe Nho giáo dạy điều này, mà chúng chưa nghe đạo Phật Đại Thừa dạy điều này, chỉ có đạo Phật Nguyên Thủy mà hôm nay thầy triển khai cho mấy con thấy cái lòng hiếu của chúng ta trong cái chùm nhân quả gia đình. Chúng ta thực hiện đầy đủ cái tình thương yêu của gia đình chúng ta mới đem lại hạnh phúc bình an. Hãy cố gắng mấy con. Thầy đem những đạo đức của đạo Phật dạy cho mấy con, mà mấy con làm được tức là mấy con biết ơn thầy. Mấy con làm được là mấy gia đình mấy con được hạnh phúc, được yên vui. Nhưng mà thầy là thấy đó, mấy con không phụ lòng thầy. Và không phụ lòng thầy tức là thầy đã đền đáp ơn Phật. Phật đã để lại cái giáo pháp này 2552 năm rồi, nhưng vì ngoại đạo nó đã dìm mất cái nền đạo đức của Phật giáo. Năm giới thầy đâu có đặt ra mấy con, của Phật chứ thầy có đặt ra được đâu.
thầy dựng lại, thầy triển khai ra, nó làm đi vào cái con đường thực tế, nó biến thành những cái hành động đạo đức, cái đức hiếu thảo, cái tình thương con của mình qua những cái hành động mà Đức Phật đã dạy mà không ai triển khai, cho nên người ta không biết. Cho đến đời thầy, thầy đã triển khai, bây giờ mấy con thấy đạo tuyệt vời, cái hành động sống quá tuyệt. Mấy con hãy cố gắng, cố gắng sống theo đạo đức của đạo Phật, mấy con hạnh phúc vô cùng. Một cái người xa lạ mà người ta đau, mình thấy tội quá, mình đứng trước cái sự lăn lộn họ, mình đem cái pháp Phật mình an ủi họ, và đồng thời mình hỗ trợ cho họ, cũng là cái đức hiếu sinh của mình. Mặc dù họ là người xa lạ, nhưng mình ước nguyện làm sao cho những người, mọi người xung quanh mình, dù không phải là chùm nhân quả của mình, cũng đừng đau khổ. Tôi nguyện đem cái sức của tôi còn lại để ước nguyện cho mọi người được bình an. Hôm nay bác hả chú, trong cái cơn đau này tôi nguyện ngồi đây để mà tôi đẩy lui khổ với bác trong cái bệnh này. Thật sự ra một cái người mà người ta không có bà con gì mình hết, mà mình đã ngồi im lặng cùng chia sẻ những nỗi đau của họ, và đồng thời hành động đẩy lui bệnh phụ họ, thì thiệt ha, tình cảm nào mà sâu sắc hơn mấy con, tình thương nào mà sâu sắc hơn bằng cách mình đối xử với bà con không ruột thịt mình mà như vậy, thì mấy con thấy nó thấm thía vô cùng, phải không mấy con? Sống trong một cái xã hội mà người nào cũng biết đem tình thương nhau bằng những hành động như vậy, thầy thấy tuyệt lắm mấy con. Đó là đức hiếu sinh của đạo Phật qua hành động thân hành của chúng ta. Các con cố gắng mấy con, gặp ai đau khổ chúng ta chia sẻ họ bằng cái phương pháp cùng bệnh với họ mấy con, mặc dù nó chỉ trợ giúp cho cái người đó chỉ bằng 1/10 thôi mấy con, nghĩa là 10 phần đau mình giúp họ bằng 1/10, còn trái lại cha mẹ của mình giúp cho cha mẹ mình được 5/10 mấy con. Cái lực của mình, bởi vì nó là nhân quả, cho nên khi mình hợp lực thì nó đẩy mau hơn. Nhưng mà với người xa lạ, với tình thương của mình chỉ giúp họ được có 1/10, nhưng nói lên cái tình thương của mình đối với họ sâu sắc lắm mấy con. Bởi vì đạo Phật nó nói trên hành động đạo đức, chứ không phải nói lời nói suông mấy con. Cái lời nói ngọt ngào ái ngữ là một cái lời nói đạo đức, một lời nói thô lỗ nạt nộ chửi mắng người là lời nói không đạo đức, lời nói làm đau khổ. Chúng ta là một người theo Phật, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải tỉnh thức sáng suốt cẩn thận. Khi không nói thôi mà muốn nói một lời gì thì chúng ta tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng lời nói này có làm khổ ai không. Nếu mà nói ra lời nói người ta buồn, nhất định là không nói thôi. À, chết chứ không nói. Cái lời nói cho người ta vui, an ủi được người ta thì mình nói, còn không thôi đừng nói, làm thịt tốt hơn là làm thịt. Bởi vì cái lời nói của mình nó thành cái quả, nó làm cho người ta đau khổ hoặc làm cho mình đau khổ, cho nên tốt hơn mình thà mình hy sinh, mình chịu đau khổ hơn là mình nói đó. Đó là đạo đức của đạo Phật là như vậy. Hôm nay thầy dạy mấy con 5 cái đạo đức, vậy thì bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Kính mời các bạn tìm đọc kinh sách của trưởng lão Thông Lạc, được phát hành tại tu viện Chơn Như, sách chỉ tặng, không bán.